Món tiếp theo là tôm tích cháy tỏi nha mọi người. À, cái này là liếm từ đầu tới đích luôn. Liếm từ đầu tới đích luôn. Nghe ghê quá. Giết giết từ đầu đến đích luôn. Đây để anh Quyền chỉ mọi người ăn tôm tích nha. Đó. Liếm dĩa thần công. À, coi coi anh Quyền anh vét nè. Vét coi chừng dướng cái mỏ đầu tiên là mình phải nút mỏ nó chứ. Thấy hơi dơ rồi đó. Thấy hơi dơ rồi đó. Liếm toàn thân. Trời ơi, ôi ôi. Nói chung mà tôm tích này thịt ngọt lắm anh em ơi. Ok, hello mọi người. Xin chào mọi người đã đến kìa. Ây da, dạ. Trở lại với cái kênh của DT Vlog nha. Xe đông dữ. Lâu quá rồi, không có sách 135 đi đâu hết. Trời, mấy báo này. Cho nên là hôm nay lấy con 135 đi dạo biển nha mọi người. Lâu lắm rồi cũng chưa xuống biển để quay cho mọi người coi ha. Hôm nay chắc đi xuống biển nè. Thì con đường này mới đổ lại. Nói chung là mới tráng nhựa lại ha. Hồi xưa lấy con đường này toàn là đất đá không à, chạy bụi lấp đầu luôn. Mới được hoàn thiện gần đây. Đó, tráng nhựa lẻ ngon rồi. Một bên đó là sông, một bên là kênh rạch chứ không phải là sông, kênh. Mấy con kênh nhỏ nhỏ. Một bên đó là hàng dòng và lúa. Như mọi người thấy đó, có trồng dưa hấu nè, có trồng lúa nè, có trồng bắp nè. Nói chung là vùng quê của mình khá là yên bình luôn, khá là tuyệt vời. Nhưng mà cái đoạn đường này trong tầm cỡ 8 giờ tối là mọi người không nên đi nha. Vắng lắm luôn, vắng cực kỳ. Mấy anh em yếu uống dí là không nên đi đường này vào lúc cỡ 8 giờ tối. 8 giờ tối là nếu như mọi người di chuyển cái con đường này á, thì chỉ có một mình mọi người thôi. Đó, cánh đồng lúa xanh bát ngát luôn. Và đi với cái đoạn đường mà nó tối thui như vậy mà không có xe nào hết, vắng như vậy thì không có tốt đâu. Tại vì mọi người biết sao không? Trên địa bàn của chỗ mình ở á, thì đã xảy ra mấy cái vụ cướp giật rồi. Đây là đâm bắp. Đã xảy ra mấy vụ cướp giật, mấy vụ mà chặn đường này nọ đã có rồi nha. Nên là mình mới cảnh báo mọi người, mấy bạn ở đây và những cái bạn ở chỗ khác, đối với những cái đoạn đường mà vắng vắng như vậy thì mấy bạn không có nên đi đâu. Đoạn đường này cũng không có quá dài nhưng mà nó vắng lắm. Vô đây là nó bích hai đường rồi, nó chặn hai đầu là xong luôn. À, giờ này mấy anh chị công nhân đang tan ca. Wow, đông quá. Ra đây là như một cái thế giới khác rồi. Giờ này mấy giờ rồi ta? Cái đồng hồ mình chưa chỉnh lại. Không biết là mấy giờ rồi. Chắc tầm cỡ 4 mấy 5 giờ vậy đó. Còn nắng dữ thần kìa. Bây giờ mình sẽ quẹo trái để đi về hướng biển. Có những con đường hai bên là bờ ruộng, nó rất là chill luôn mọi người. Nhìn nó ra cái phong cảnh đường quê liền à. Mặc dù là bây giờ thì thời đại nó cũng tân tiến bộ rất là nhiều rồi. Nhưng mà về những vùng quê thì mọi người sẽ thấy là những cái cánh đồng lúa như vậy. Đó, những con đường quê như vậy giúp một phần nào đó nó giải tỏa những cái áp lực trong cái đầu mình mọi người. Mình đi mình thích ngắm những cái cảnh mà nó im điềm vậy đó. Thì cuộc sống xô bồ quá mọi người cũng biết rồi, lâu lâu cũng phải xả stress. Mình đã tới cái con đường gần mé biển rồi mọi người. Mọi người thấy không, cỏ lau hai bên cái kiểu cỏ khô, trái cái kiểu nhìn nó rất hoang sơ ha. Nhìn cực kỳ hoang sơ luôn. Cực kỳ thích những cái cảnh này. Mấy anh em mà dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ không có biết là mình sẽ đi tới chỗ nào á, thì đây là một lựa chọn cũng rất là lộ map luôn. Mọi người có thể search giúp mình là biển Tân Thành của Gò Công hoặc là nhà hàng Đồng Diều, là mình đang đi tới chỗ nhà hàng Đồng Diều rồi. Tại vì trên Google Maps thì nó sẽ có những cái điểm đánh, những cái cột mà những cái địa điểm mà được người ta ghim rồi, thì mọi người khi mà search tới địa điểm đó thì đi với dễ dàng thôi nha. Cái đường ven biển này nó sẽ có là biển Tân Điền và biển Tân Thành đó. Mọi người đi dọc mé biển thì sẽ đi qua hai cái biển này. Và cái đường nó đẹp như vậy nè, nó đẹp hoài như vậy nè. Chỉ nào mà chỉ khi mà mọi người đi tới biển Tân Thành thì cái đường nó sẽ là đường gan ha. Rồi đây là biển Tân Điền, biển Thịt Bùng hay còn gọi là biển Thịt Bùng á. Ở đây là cũng là xã
xuống tới xã Tân Điền. Đó, mọi người thấy không? Khung cảnh rất là quang sơ, bờ kè chắn sóng để giảm cái lượng sóng mà nó đập vô bờ, nó gây vỡ đê á. Vì buổi chiều xuống đây là mình gọi là hóng gió, là không còn gì để bàn cãi cả. À, mấy bạn xuống đây cũng khá là nhiều. Xuống đây là không còn gì để bàn cãi nữa, về mà mát, được gọi là mát lạnh luôn á. Nhớ đeo áo gió theo nha. Mùa này dễ bệnh lắm, cho nên mọi người nhớ giữ sức khỏe. Mình thì bây giờ mình sẽ tới nhà hàng Đồng Diều trước. Mình ngồi trước cửa nhà hàng Đồng Diều để mình uống nước. Rồi tí nữa mình sẽ di chuyển xuống biển Long Thành để mình ăn hải sản. Giờ có gì vui hoặc là hay thì mình sẽ quay lại cho mọi người coi ha. Bây giờ thì còn sớm á, cho nên người ta đã bày biện những cái bàn ghế ra để cho khách người ta tới ngồi rồi. Ở đây tầm cỡ 7 giờ là đẹp cực kỳ luôn. Khu này thì để mọi người dẫn gia đình xuống ăn uống rồi, khu trong đó cũng rất là tuyệt vời ha. Kế bên đây thì cũng có quán nước mình ưa ngồi, đó có quán mà cây dù tím đây nè, có cái bãi cỏ mọi người thấy rồi đó, cũng khá là đẹp. Đó là mình thường thường ngồi là mình ngồi dưới cái cây phượng này nè, đó mình ngồi dưới gốc đây. Còn trong động đây thì cũng rất là đẹp luôn, có nhiều cái để ngắm đó mọi người, đúng không? Nhiều cái để ngắm lắm. Biển mình rất là đẹp nha, rất là đẹp, còn quang sơ lắm, chưa có khai thác du lịch nhiều. Khúc ở trên đây nó còn quang sơ hơn nữa, khúc trên đây thì chưa có bàn ghế, chưa có gì hết á, nó còn quang sơ hơn nữa. Mọi người nhìn thấy những chiếc xuồng dập dìu trên sóng. Nhớ nha, đi biển thì nhớ mặc áo khoác vô nha, chứ thấy gió thổi là lạnh lắm á, dễ bệnh lắm, thật sự. Ok, tiếp tục nha mọi người, mình sẽ di chuyển đến con đường này để đi xuống biển Tân Thành và kiếm một cái quán nào đó ăn hải sản, chia sẻ cái kinh nghiệm, cái những cái quán nào mà nó hải sản ngon rẻ để cho mọi người có thể xuống đây, mọi người có thể lựa được một cái quán mọi người thích hợp để ngồi lại ăn hải sản. Hải sản ở dưới đây cực kỳ tươi, ngon và rẻ ha, hứa với mọi người luôn. Rồi ok, let's go. Đấy, khúc này thì còn khá là quang sơ ha. Chưa có hàng quán nhiều đó, mấy bạn hai ngồi ở đây có thể là nướng hải sản đó, ngồi nhậu cái kiểu đó. Rồi trời ơi trời, chiêu quá vậy, mát pin chỗ này quang sơ lắm. Rồi là mọi người thích mà riêng tư, thích mà kiểu như mà yên ắng, không có nhiều người thì mọi người cứ chọn khúc này, mọi người dựng xe, mọi người ngồi, mọi người ngắm trời, ngắm mây, ngắm biển cái kiểu rồi cũng khá là thích hợp. Còn khúc ở dưới Đồng Diều thì hơi đông ha. Di chuyển tiếp tục trên cái con đường này dài km nữa thì mọi người sẽ gặp một con đường đan nè. Đường đan này á dẫn tới biển Tân Thành luôn. Mọi người cứ ven biển mọi người đi, rất là chiêu, nhưng mà sóng hơi lớn nha. Trên đây thì chưa có cái bờ kè chắn sóng, cho nên là sóng nó còn rất là lớn luôn. Và đi nước lớn như vậy á thì cái lượng sóng nó đập vô bờ, gió nó thổi mạnh nữa, nó sẽ văng lên xe mọi người luôn. Nói chung là cái biển này dăng cho xe hại lắm nha, về phải rửa liền chứ không nó xét xe hết. Trên đây còn chiêu lắm. Ở dưới đây sẽ có một cái cây phượng. Cây phượng này thì khi mà những cái tháng nghỉ hè phượng nở đỏ hết luôn mọi người, đẹp lắm. Mình cũng có quay bên TikTok của mình đó, nên là mọi người cứ canh khi nào mà phượng nở rồi mọi người đi là đẹp nhất nha. Đây là cái cây phượng của chúng ta. Cái cây phượng này mọi người thấy nó không còn lá nữa ha, mùa này thì rụng hết lá rồi và đang chuẩn bị thay lá. Mọi người nhìn cái cây nó có vẻ là nghệ thuật quá ha mọi người ha, nhìn nghệ thuật ghê á. Nhưng mà khi mà về mùa hè là phượng bắt đầu thay lá rồi đổ bông, đẹp lắm mọi người. Còn tôi coi sóng biển rồi, những cái chòi ở ngoài đó là để người ta giữ nghêu, khi mà tối á là người ta sẽ ra ngoài đây ngủ để giữ nghêu, chống những người mà chào nghêu trộm cái kiểu. Mọi người thấy sóng biển rồi đổ vô đẹp ghê ha, quá tuyệt vời luôn. Wow, đẹp quá. Lâu mới đi biển đẹp thật sự. Đã quá. Khi mà nước ròng thì mọi người có thể trải nghiệm là chào nghêu, là mọi người tự vác những cái đồ xuống để mọi người cào nghêu nha. Thì cào lên được bao nhiêu nghêu thì mọi người cân ký, rồi mua sách về, hoặc là mọi người có thể luộc ăn tại chỗ cũng được luôn.
vời ha. Wow, đảo quá. Đây là khu du lịch biển Tân Thành nha mọi người. Thường ngày thì mọi người phải gửi xe ở đây rồi đi vô, mà mọi người có thể chạy vô thẳng vô đây luôn. Có thể chạy thẳng vô trong đây rồi gửi xe ở bên đó cũng được, ha, bên đây cũng được. Chung là gửi xe chỗ nào cũng được hết. Chỗ nào gửi xe cũng được hết nha mọi người. Hôm nay thì ngày thứ nên là lượng khách thì không có đông. Cái bờ này, bờ kè này thì chạy dài xuống tới kia luôn. Ở ngoài đó thì mọi người thấy cũng có một cái cầu đi ra ngoài tới ngoài kia. Nhưng mà cái cầu cảng đó nó xuống cấp dữ rồi, nên là người ta không cho mọi người ra đâu. Và đang có nhiều dự án là sẽ xây một cái cầu cảng từ đây nó dài ra tới ngoài đó luôn thôi. Mình nghe nói là như vậy mà biết chừng nào mới xây. Thông thường mình xuống đây là mình thường hay ăn cái quán Vũ Đào. Nhưng mà cái quán hôm nay á là tại vì mặt bằng đang giải tỏa để làm chợ lại mọi người, nên là cái quán dời lại gần đây để mình dẫn mọi người lại luôn nha. Thì cũng xe lại đây à, chứ xe lại đây à, chứ đâu có mà xa lắm đâu. Đây hải sản Vũ Đào, xem nữa mất mối rồi thấy chưa. Ok mọi người, xa bên nè. Cái này con dọp xong ngọt đúng không? Ngọt rồi. Dạ. Có đủ loại ốc hết, sò huyết, ốc bông, ốc hương, ốc cao gì đó mọi người, ốc mỡ, sò huyết cái kiểu này đủ hết luôn. Và wow. Bạch tuộc nè, ghẹ nè, càng cúm nè, hào nè, tất cả là ở đây là đều là tươi sống nha, tươi sống. Mọi người thấy bạch tuộc mà nó bơi 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 hết chưa, tôm tích nữa, bạch tuộc bơi 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 luôn. Rồi mình sẽ gọi món thì sau đó mấy anh em mình sẽ vô quay tiếp mọi người ha. Hội tôm tích con nào con nấy rồi má ơi. Không không không, cái này còn cái đó là gì chú? Cua. Cua. Yeah. Ok, lựa món sau đó là vô. Lộng. Đây, đầu tiên là mình có món ốc mỡ. Này là xào bơ tỏi quá. Nhìn phê ha, nhìn con ốc nào con nấy. Trời ơi má ơi. Cái lưỡi này mình núp lưỡi nữa. Dư. Còn rất là nhiều món, mình sẽ quay từ từ cho mọi người coi nha. Wow, quá béo, quất nãy giờ nửa dĩa rồi, quá béo. Có cần quay mình liếm đó. Dừa, dừa quá dừa. Ê, dừa quá. Cái này là nước này hơi bị ngon luôn mọi người, quá đã. Còn đây là cái món mực xào sa tế nha mọi người. Món này là mình ghiền, rất là ghiền khi mà xuống đây luôn, ăn chung với bún nha. Món này cực kỳ ngon, nay sao em, ổn không? Ngon. Ngon. Món này ăn với bún hoặc là bánh mì cực kỳ ngon. Mực xào sa tế nha anh em, mực xào sa tế quá tuyệt vời. Mấy anh em cũng lâu rồi không gặp anh Quyền phải không? Gặp rồi vẫn liền như xưa. Món tiếp theo là tôm tích cháy tỏi nha mọi người. Cái này là liếm từ đầu tới đít luôn. Liếm từ đầu tới đít luôn. Nghe ghê quá. Giết giết từ đầu đít luôn. À, mấy con tôm tích bự bự không à? Giết máng. Quá đã. Rồi, bữa thôi. Đây để anh Quyền chỉ mọi người ăn tôm tích nha. Đó. Liếm dĩa thành công. À. À, coi anh Quyền anh giết nè. Giết coi chừng dướng cái. Ô, đầu tiên là mình phải nút mỏ đó. Thấy hơi dơ rồi đó. Thấy hơi dơ rồi đó. Liếm toàn thân. Ôi 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 ôi. Nói chung mà tôm tích này thịt ngọt lắm anh em ơi. Để anh ăn đi. Tắt để mất công anh ngại. Mới kéo mà. Con cắt cái đầu ra để bóc cái gì. Nè, cắt bỏ cái đầu ra trước. Có nặng lên hả? Không có, ngay đây nè, tắt đây nè. Không hay ta. Nút đi anh, khí với chảy. Ê quên, nước nó chảy rồi. À. Dạ. Khỏi cá. Rồi nút đi anh, nút đi anh. Nút đi cho nó hấp dẫn nghe. Chưa được. Anh Quyền mới dạo đầu à mấy anh em ơi. Anh Quyền mới dạo đầu à, chưa. Nè. Hay quá, hay. Quá hay. Quá đã. Chuyên nghiệp dữ ta. Wow. Quá tuyệt. Quá. Còn nguyên cái mình à. Trời ơi. Rồi rồi, kết thúc rồi. Hơi sợ mấy anh em thèm quá, mình bớt bớt lại nha. Này là con dọp.
Giọt này là giọt xong nha mấy anh em. Giọt này là nó béo, nó ngọt lắm. Nướng mỡ hành quá tuyệt vời luôn. Nói chung hải sản dưới Tân Thành ngon bổ rẻ. Con giọt xong này nó mập lắm luôn á. Mập, rất là mập luôn mọi người. Này đưa vô mà nút rồi thôi, hết sảy. Mọng nước. Chảy nước rồi. Đây là mấy khứa lại xin tem cho mọi người. Nay mà mình đi ăn mình không có đem theo tem. Đây là mấy khứa đây xin tem. Mà gặp anh Quyền á, gặp anh Quyền phách DT luôn, ghê quá. Này gọi là sói đi phách chức năng luôn rồi. Món tiếp theo là bạch tuộc nhúng lá me. Hồi nãy nó còn que quẩy luôn mà mình không có nhúng, sợ mình bị vi phạm cái cộng đồng của YouTube. Thôi quá đã. Bạch tuộc nhúng lá me nha mọi người. Quá tê. Rồi ok, mình xin phép là mình quay xong mình tắt chứ ăn không kịp. Mấy máy bào này ghê lắm, nhất là anh Quyền nè, bào ghê lắm. Đâu có anh ăn lại chi. Mùa này thì cũng căng mọi người ơi, cho nên là mấy anh em mình chỉ ăn uống hải sản rồi uống nước ngọt cái kiểu rồi về thôi, chứ không có bia rượu gì nha. Nói chung là mùa này nói chung là mọi người di chuyển điều khiển phương tiện thì không có nên mà rượu bia gì hết nha, tuyệt đối là không có nên rượu bia gì hết mọi người. Uống nước ngọt, ăn chơi cho lành mạnh, không có nên mà rượu bia gì hết. Giờ thì mình sẽ di chuyển về nhà cùng với mấy anh em thôi, lâu lâu mấy anh em mình họp lại rồi bào hải sản cái kiểu. Cần có những người bạn như vậy để khi mà mấy anh em buồn chán hoặc là đó có bị gì đó khó khăn trong công việc, người hẹn mấy anh em ra ngồi cà phê chơi chia sẻ với nhau rồi. Chung là ai cũng có những người bạn như vậy đúng không? Rồi nếu như mà mọi người thấy thích thì mọi người cứ dẫn mấy anh em bạn bè để đi về hướng biển Tân Thành hoặc là biển Tân Điền như lúc chiều mình có quay đó. Rồi mấy anh em nhớ nha, nhớ ăn hải sản Tân Thành. Còn những cái món mà nó rất là ngon luôn, giống như là sam nướng mỡ hành nè. Nhưng mà hôm nay thì mình không có ăn sam nướng mỡ hành, mình có ăn những cái món mà mình quay cho mọi người coi đó, cũng rất là ngon, rất là tuyệt vời. Đặc biệt là mình rất là thích cái món mà dọc, cái con dọc sông, dọc biển như đó mọi người. Nướng mỡ hành nó ngọt ghê luôn á, thật sự luôn, rất là ngọt luôn. Nướng mỡ hành thì dọc sông, dọc biển, dọc sông thì giá khác, còn dọc biển nó ngọt hơn thôi. Hay sao đó mọi người, dọc biển nó ngọt hơn, giá nó lại khác nữa. Wow, ở đây là hải sản tươi sống Thượng Hải ha. Ồ, cái này mới mở nè mọi người. Nói chung là con dọc biển hôm nay mình ăn rất là ngọt mà dai, mà nó nói chung là đã lắm. Thì người ta chế biến cho mình nướng sẵn cho mình luôn, là giá là 100 ngàn một ký, tùy theo thời giá cho mọi người. Ăn hết những cái món đó luôn, 4 người mà chưa tới 1 triệu nữa. Nói chung là rất là rẻ, tươi sống, rẻ, nói chung là ăn no nê luôn á mọi người. Phê, thật sự là phê. Nêu. Ok ha, bây giờ mình sẽ đi về thôi. Rồi nếu mà không có gì nữa thì mình sẽ xin kết thúc video tại đây luôn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu và lựa chọn xem video của mình, giữa hàng triệu video ngoài kia nha. Bye bye mọi người. Nhớ cho mình một like, một share, một lượt đăng ký, kèm cái chuông cho mọi người ơi. Bye bye, hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.